Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình là Lộc Sutiki đây. Hôm nay Lộc sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Và trong ngày hôm nay Lộc sẽ làm một cái chỗ farm trứng gà nha các bạn ơi. Thì sắp tới mình muốn làm thật là nhiều cái bánh trong Minecraft ấy. Bánh bánh kem nữa ấy thì cần trứng gà cho nên mình phải farm mấy các bạn. Và mình cũng sẽ nấu một ít sắt lên cái đã, tại vì hiện tại mình cũng hết sắt rồi các bạn ơi. Rồi, mình có một ít nè. Mình sẽ chia ra rồi nấu nha các bạn. Đó, cho vô cái lò này thì nó nấu sẽ nhanh hơn nha. Đây là lò liên kim mấy các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài và xây dựng nha. Và cái farm trứng gà này thì cần 9 cái hopper các bạn ơi. 9 cái hopper, vậy là mình cần làm thêm ít gương này. Là cần 9 cái gương ấy các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ làm 9 cái gương nha. Ồ, được 8 cái này. Rồi, 9 cái và đặt vô đây, đó, mình sẽ làm 9 cái hopper nha. À, bỏ ra ngoài cái rương đi. Rồi, cái rương này để mình nhặt đồ các bạn, nhặt cái trứng mà nó khi mà mấy con gà rơi ra ấy. Sẵn tiện đây mình sẽ thu hoạch mấy cái lúa luôn nha. Đấy, chỉ cần bấm nút thôi các bạn ơi. Mình đã ốp mấy cái slab ở phía trên để đựng cho nó chảy lên phía trên đó các bạn. Rồi bấm. Đó. Yeah, thu hoạch hết nè. Lâu lâu nó có mấy cái lúa đồ ấy nó rơi lên trên, các bạn chỉ có nhặt lại nha. Ok, giờ mình sẽ trồng lại cái đó. Ok các bạn ơi, mình đã trồng lại lúa xong rồi, bây giờ mình sẽ làm cái chỗ farm trứng ngay tại đây các bạn. Đấy, gần nhà mình thôi. Đó, để mình khi mình cần ấy mình thì đi ra mình lấy luôn á các bạn ơi. Giờ mình sẽ làm một cái trụ trước nha, trụ cho cái chỗ farm á các bạn. Mình sẽ đi lên tầm 5 ô nha. Hai cái này là 1 2 3 rồi. 4 5. Hãy làm 4 cái trụ á các bạn. Rồi cái trụ thứ hai này cách ra 3 ô đi. 1 2 3. Rồi, ở đây một cái trụ nữa nè. 1 2 3 4 5. Có nói nghe ông ta tạm thời thì chưa cần nói đâu các bạn ơi. 2 3, đó, nói lên mình cũng vừa chặt gỗ thôi các bạn. Rồi mình sẽ 1 2 3 ở đây, đó, 2 3 4. Tiếp theo thì mình nghĩ mình sẽ nói ngang đó các bạn ơi, mình sẽ cách cách ra ba ô nha, ngay ô thứ ba này các bạn nói ngang cho mình, đó, ở đây và ở đây. Mình sẽ đặt một cái rương ở phía dưới nha các bạn. Cái rương ở phía dưới gì thì mình sẽ đặt cái rương ngay tại đây này. Ngay đây. Được không nhờ? Hay là cái rương ở phía trước này luôn các bạn. Ok, mình nghĩ chắc làm cái rương ở phía trước đi các bạn ơi. Để gì kỳ quá. Hoặc là bên hông cũng được này. Ok, đặt bên hông đi. Mình sẽ đặt cái rương ngay tại đây. Đó, chính cái bơ sẽ chĩa vào cái rương này nha các bạn. Đó, nhầm. Đó, cho cái hopper chĩa vào nha. Búp 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 vào bên đây. Rồi, khi nào mà mấy con gà nó đẻ trứng á các bạn ơi, nó sẽ rơi vô cái hopper rồi nó sẽ cho vào cái rương này này. Đó, khi đó mình sẽ chỉ việc ra và nhặt vô thôi. Đó, tiếp theo mình sẽ làm một cái đường để dẫn mấy con gà lên nha các bạn. Mình sẽ chế tạo một ít cái cầu thang trước đi. Cầu thang chắc mình sẽ dùng cầu thang gỗ sồi. Đó, mình thấy gỗ sồi cũng khá thích hợp các bạn. Rồi, giờ mình sẽ làm một cái cầu thang đi lên này. Vậy là ngay đây một block ở đây, đây và ở đây. Dư vậy là phải lùi vô một ô các bạn, đặt ngay đây nè. Đó và ở đây. Búp. Boom. Yay. Mình nghĩ cầu thang gì được chưa nhỉ. Đó, ở đây thì mình sẽ xây giống như một ngôi nhà nhỏ nhỏ luôn các bạn ơi, để nuôi mấy con gà ở phía trong ấy. Đó, up lại luôn. Hiện tại hình như mình không còn còn len thì phải, mình muốn dùng len các bạn để ốp phía trên này này. Kiểu như mấy con gà đi lên đây sẽ bị rớt xuống cái lỗ đó các bạn. Mình không muốn như vậy đâu. Ở đây thì mình nghĩ sẽ ốp một cái cầu thang vô. Đó, để mình có thể mở rương ấy. À, để mình vô nhà mình coi còn len không nha các bạn. Để xem nào, hy vọng là còn nhá. Ui hết len rồi. Mình có thể đi đi cắt len đó các bạn, tại vòng vòng đây có cụ mà. Mình sẽ rồi giờ đi luôn. Phía bên đây hình như có cụ này, tại hôm bữa mình đi ngang mình có gặp ấy các bạn. Ok, giờ đi lại đẳng thôi. Kìa, ở đây có con cụ nè. Một đống luôn. Có bò luôn các bạn. Để những tập sau đi mình sẽ bắt đầu chăn nuôi lại các bạn ơi. Hiện tại thì mình muốn tập trung vào việc làm mấy cái chỗ farm cần thiết trước cái đã. Mình được 5 cái lông rồi này, mình cần 6 cái lông các bạn ơi. 6 cái lông thì mình sẽ được 12 cái tấm thảm. Như đây thì được nhiêu rồi ta?
39, u như đây đủ rồi các bạn ơi. Tại vì hai cục lông mình làm được tới ba cái tấm thảm luôn ấy. U rất là nhiều luôn. Giờ mình sẽ cần cái màu vàng ấy. Mình dự định làm cái tấm thảm màu vàng các bạn, để cho nó gần giống cái kiện rơm á. Hồi sớm mình gặp ở đây có mấy cái bông màu vàng ở đây nè. Đó, 1, 2. Ok, bây giờ thì đặt cái tấm thảm lên trên thôi các bạn ơi. Đó, đặt vô đây. Búp, 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 búp. Boom. Rồi tiếp theo mình sẽ làm cái cổng nha các bạn. Mình không dùng cái cửa đâu, mình sẽ dùng hai cái cổng để làm cái đường ra vào ấy. Cổng thì mình cần chế tạo này. Mình hết gỗ sồi rồi, hết que các bạn. Đấy, mình sẽ làm ít que này. Đó, bây giờ mình sẽ làm hai cái cổng. Rồi ra ngoài đặt vô thôi. Mình có một hạt giống rồi, chỉ cần một hạt giống thôi các bạn là mình có thể dụ mấy bé gà về rồi. Đó. Rồi, để mình thử vứt một vài món đồ vô thử nha. Đó, nó nhận đồ đó bạn. Đấy. Rồi tiếp theo mình chỉ cần lại đây là nhặt lại thôi. Đó. Rồi, chỉ là ok đấy. Bây giờ mình sẽ trang trí nốt luôn nha bạn. Mình làm phần máy luôn ấy, chứ không làm đơn sơ gì đâu. Sẽ làm nguyên cái máy cho ngôi nhà luôn. Đó. Ở đây. Búp búp. Đó. Phần máy thì mình sẽ dùng máy gỗ sồi hay sao nhờ. Mình nghĩ máy gỗ sồi mà viền gỗ băng sa mấy bạn ơi. Mình sẽ làm thêm một ít cái xì láp này. Phần máy chắc mình dùng xì láp quá. Ok, chắc dùng xì láp nha bạn. Mình nghĩ xì láp sẽ ổn ấy. Rồi, làm thêm một ít cái xì láp bằng gỗ sồi nữa. Đó, mình sẽ đặt ngay tại phần máy mình nghĩ sẽ ngay ngay đây. Được không nhờ. Đây là gì đấy các bạn. Đó, phần máy sẽ gì nè các bạn ơi. Được đấy, được đấy. Đó, mình sẽ đi lên nữa này. Để mình làm thử một bên trước nha các bạn, để coi nó có ổn không đó đã. Mình sẽ xuống đây. Cái này là đi ra hai ô này. Rồi, đi lên. Đấy. Cũng ổn ấy. Mình sẽ đặt thêm một cái nữa. Đó. Được, 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 được. Cũng ổn ấy các bạn. Cái phần này thì hơi kỳ này, kiểu như nó ra hay ô các bạn. Chắc mình sẽ thay cái đó bằng cái cầu thang mà gỗ băng sam nha. Để mình thay bằng gỗ băng sam, cầu thang gỗ băng sam thử xem coi có ổn hơn không đó đã. Ok cảm ơn, mình đã xong phần máy rồi này. Phần máy sẽ làm như vậy nha. Rồi bây giờ mình sẽ đập ra coi. Đấy, cũng ổn ấy. Mình nghĩ xung quanh cũng nên có cửa sổ ấy, các bạn. Mình sẽ dùng cái hàng rào đi. Mình sẽ dùng hàng rào đặt vô đây làm cái cửa sổ cho cái chỗ farm này nha. Không biết thì mình còn cái hàng rào không nhờ. Mình nghĩ là còn ấy các bạn. Đây mình có hàng rào này và một ít cái cửa sập luôn nha. Cửa sập thì hôm bữa mình có chế tạo dư một ít cái này. Rồi bây giờ mình sẽ đặt vô đây. Ở đây. Ở đây. Nhầm. Ở đây. Và ở bên kia là xong các bạn. Đó. Rồi ở hai bên ấy thì mình sẽ đặt vô cái cửa sập này. Đấy. Cũng ổn mấy các bạn. Rồi, ở đây và ở đây. Ở phía trước thì mình sẽ đặt một cái item frame các bạn, cái đồ máng vật phẩm ấy, để mình đặt cái trứng, quả trứng vào. Hình như mình còn cái da thì phải. Đây, một mình có da đây. Và mình sẽ làm một cái item frame này và lấy một cái trứng ra. Đấy, vậy là xong rồi đó bạn. Công việc tiếp theo mình chỉ cần dắt mấy bé gà vô là xong rồi đấy. Đặt vô đây và cái trứng. Búp. Yeah. Xong rồi. Bây giờ mình sẽ dẫn mấy bé gà về đây để mình bắt đầu thu hoạch trứng nha các bạn. Ok, giờ mình sẽ tìm mấy bé gà đã. Hôm bữa mình có gặp mấy bé gà ngay bên đây này. Ok, cảm ơn. Mình đã dắt mấy bé gà về tới nơi này. Bây giờ mấy bé gà sẽ ở trong đây nha. Rồi mình sẽ đóng cửa lại. Khi nào mình muốn nhân giống ấy thì mình chỉ việc đi vô rồi cho mấy bé ăn thôi. Bây giờ mình sẽ tìm một cái hạt giống nữa để nhân giống nó luôn. Chỉ cần đập nó được hai hạt giống này. Giờ mình sẽ vô cho mấy bé gà ăn thử nha. Đó. Búp. Búp. Yeah. Đấy, vậy là xong rồi đấy. Rồi. Khi nào mình có mấy cái đá phát sáng các bạn, mình sẽ đặt ở ở mặt sau này này, hoặc là ở phía trên nóc các bạn, để ở bên trong có độ sáng luôn. Hiện tại mình chỉ có thể cắm đuốc vô thôi. Mình sẽ đi vô trong cắm đuốc cái đã. Mình sẽ cắm đuốc ngay đây và ở đây. Đó, để cho có ánh sáng các bạn. Rồi, vậy là xong rồi. Khi nào mấy bé gà lớn lên ấy thì mấy phút thì sẽ cho mình một ít trứng ở đây này. Đó, tầm mình ta hồ mà làm bánh luôn. Ok, bây giờ mình sẽ ngủ rồi bắt đầu công việc tiếp theo nha các bạn. Ok, cảm ơn. Bây giờ mình sẽ làm một ít cái kệ sách để làm cái chỗ ăn chan nha. Mình sẽ đổi ra kệ sách này. Rồi, bây
Hiện tại thì mình dự định sẽ làm cái chỗ ăn chanh ở trong hang cảm ơn, tại vì mình phát hiện ở dưới đây nè có một cái hang khá đẹp luôn và mình chưa khám phá được cái hang này nữa, cho nên bây giờ mình sẽ tạm thời đặt cái bàn ăn chanh ở trong hang đi. Đó, mình sẽ đào chỗ này ra một ít này rồi mình đặt cái bàn ăn chanh ở đây nè các bạn. Đó, mình thấy khá là hợp lý luôn kiểu như làm trong hang luôn á bạn ơi. Đó, bây giờ mình sẽ đào khu này cho rộng rộng xíu nha, để mình có không gian để đặt mấy cái bàn ấy, để mấy cái kệ sách vô nữa. Đó, giờ mình sẽ đập vô một ít đi. Đấy. Kệ sách thì mình, cái bàn chan thì mình sẽ đặt ngay ở đâu là giữa ta, 1 2 3 4 5 6. Cái này là số chẵn rồi. Vậy mình cần đào ra thêm một ô nữa đi. Đó, để cho nó thành số lẻ các bạn, để mình dễ làm hơn ấy. 1 2 3 4 5 6. Ô dân số lẻ này, 1 2 3 4 5 6 7. Rồi 1 2 3, vậy là mình sẽ đặt bàn chan ngay tại đây. Đó, ngay tại đó đó bạn. Vậy là mình cần phải đào ra thêm một ít này để mình có chỗ để đặt mấy cái kệ sách vô đây. Đấy. Mình thấy làm trong hang cũng là một ý tưởng không tồi đó bạn. Đấy. Tại đó giờ mình đâu có đặt bàn chan trong hang bao giờ đâu đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ đặt một ít cái kệ sách vô trong cái đã. Mình sẽ đặt ngay tại cần phải vô ô nó đi. Tại vì cách một ô hình như sách nó mới các bạn chan mới nhận cái cuốn sách hay sao các bạn ơi. Mình sẽ đặt vô đây này. Đó, mình sẽ ấy được rồi này. Mình sẽ đặt kiểu ngẫu nhiên thôi các bạn à. Để coi được bao nhiêu nha. 12 level rồi này. Vậy là mình cần phải đào ra thêm mấy bạn. Đó, mình sẽ làm kiểu ngẫu nhiên nhất có thể luôn. Đặt ngay đây và ở đây một ít nữa. Búp búp búp. 18 level rồi. Đặt ở đây. Không biết đặt như vậy có chịu nhận không nha. Tại vì mình có nhiêu ta? 16 cái kệ là full level các bạn ơi. Mình sẽ đặt thêm ở đây một ít đi. Đó, được bao nhiêu level rồi? 26 level rồi. Vậy đặt ở đâu nữa ta? Đặt ở đây. 26 rồi. Vậy là cách quá nó không chịu các bạn ơi. Mình làm một cái bàn chế tạo ở đây đã. Để nén lại các bạn. Đấy, đập ra là phải dùng gỗ để làm lại thôi. Tại vì mình chưa có dòng mềm mại nữa. Là cuốn này cũng phải đập ra này. Đó, mình sẽ làm một cái kệ mới. Mình sẽ đặt ở đây. Ở đây và ở đây. Đó. Full level rồi. Nhưng mà mình ở đây mình thấy hơi kỳ kỳ này. Mình thử đặt đá vô coi. Đó, làm kiểu random đó các bạn. Không biết làm như vậy có được không nha. Kỳ quá kỳ quá. Mình sẽ dùng cúp mình đập ra đi. Đó. Để trang trí sao cho đẹp ta. Mình sẽ làm một ít cái đèn lồng các bạn. Mình đặt ở phía trong, mình nghĩ nó sẽ đẹp hơn ấy. Cũng như là cắt một ít dây leo rồi nhét vô phía trong ấy các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ vô chuẩn bị thêm một ít nguyên liệu để trang trí nha. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ cắt thêm một ít cái dây leo để trang trí ở phía trong nha các bạn. Tại vì trong cái hang mình không có một cọng dây leo nữa hết ấy. Đó, bây giờ mình sẽ cắt một ít để trang trí phía trong luôn. Dây leo thì không cần nhiều đâu các bạn, tại vì nó có thể tự mọc dài hay sao ấy. Đó, ra mình cắt một ít thôi. Rồi bây giờ thì đi vào nào. Đấy, cái hồ này cũng khá đẹp này, sắp tới chắc mình sẽ bắt một ít cá để trang trí vô thêm mấy các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đặt vô đây. Đó. Kiểu như cho nó hơi mang chất rừng sâu các bạn. Đấy, tại vì trong rừng mới có dây leo mà đúng không. Mình sẽ đặt thêm một ít lá ở phía trong nữa này. Không biết mình đặt vô đây nó có chặn level không nhờ. Đặt vô đây nó chặn level các bạn ơi. Vậy là mình cần phải đập cái này ra để nhét cái đèn vô các bạn. Ở đây thì mình sẽ đặt lá vô này. Và ở đây thì mình sẽ đặt cái này vô. Và ở đây thì đặt cái này. Ở đây một cái đèn lồng nữa. Đối xứng hai bên luôn. Để coi có chặn level không. Không luôn các bạn. Đấy. Còn ở đây thì mình sẽ đặt một cái xì láp đi. Xì láp vô. Ở đây thì mình thấy hơi trống này. Ở trống thì mình sẽ nhét cục này vào và đặt một cái này vô. Đó, nhìn sẽ khác biệt liền thấy không. Đó, giờ mình sẽ đặt thêm ít dây leo nè. Đặt ở mình sợ dây leo nó mọc ra nó chặn level quá không ơi, cho nên không đặt trong cái khu này đâu. Mình sẽ đặt vô đây nè. Đặt đây được không? Vẫn được. Giờ mình sẽ đặt vô đây. Đó, ok, vậy là xong rồi. Bây giờ mình thể coi enchant được dòng gì nha. Kiếm chồng hổng này. Mình nghĩ mình nên chế tạo thử một cái dụng cụ sắt đó các bạn.
Sẽ thử làm một cây cúp sắt thôi để mình kiếm cái dòng gia tài các bạn ơi. Hiện tại mình chưa có dòng gia tài nữa. Độ mềm mại. Cái độ mềm mại này được này. Wow, chắc sắp tới chắc mình sẽ cố farm kinh nghiệm để lấy cái dòng độ mềm mại á các bạn. Rồi, ok, vậy là được rồi. Bây giờ mình sẽ cắt mấy cái thứ linh tinh tinh rồi mình cùng làm công việc tiếp theo nha. Ok cảm ơn, hiện tại thì mình chưa thể chế tạo cái mắt nhện này. Mắt nhện là cái công thức để làm thuốc cứu dân làng các bạn. Nè, mình chưa có cái mắt nhện nào hết các bạn. Cho nên chắc bây giờ mình sẽ đi mai đi để tìm thêm khoáng sản, cũng như là nhiều khi gặp nhện này mình sẽ lấy cái mắt nhện rồi về chế thuốc để cứu mấy dân làng nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ cắt cái nấm lại rồi chúng ta cùng đi mai thôi. Đó. Mình sẽ đi về hướng bên đây nè các bạn. Nhưng mà mình cần phải thôi đi, khỏi khỏi đem theo cái giường đó các bạn. Tại mình ở dưới hang suốt mà đúng không? Ok, giờ đi thôi. Mà quên nữa, phải cắt cái cúp ở nhà đã. Đó. À, mình được 3 trứng ở này. Yeah. Mới đây đã có trứng rồi đó các bạn. Đây, cho nên sắp tới mình sẽ làm mấy cái bánh nha. Các bạn biết trong Minecraft có bao nhiêu là bánh thì đừng quên comment phía dưới nha để Lộc tìm cách rồi chế tạo hết ăn cho các bạn xem luôn. Ok, bây giờ mình sẽ đi ra vùng sa mạc này, tại vì mình thấy ở bên đây các bạn có rất là nhiều hang luôn. Đó, cho nên mình sẽ tìm thử một cái hang nào sâu sâu ấy, rồi chúng ta cùng xuống dưới rồi đào thêm khoáng sản nha các bạn. Ok cảm ơn, hôm bữa mình thấy một cái ravine đâu gần gần cái kim tự tháp này nè các bạn. Bây giờ mình sẽ vô khám phá cái hang này nha. Ồ, cái hang này cũng có vẻ rộng ấy các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đào một ít than đi để mình làm đốt ấy. Hiện tại mình cũng hết than rồi các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ làm đốt nào. Đốt. Đó. Rồi, giờ cắm lên. Cái hang này cũng bự ấy. Wow. Mấy cái này là cái gì các bạn? Đó, nó rơi rơi xuống kìa. Nhìn đẹp quá các bạn ơi. Giờ mình sẽ lấy thêm ít than nha. Đó, tại vì mình cần than để cắm đuốc cho các bạn dễ thấy ấy. Đấy. 14 cục chắc đủ rồi. Giờ đi qua bên đây thôi, tại vì bên đây còn đường nè các bạn ơi. Trời cũng tối thui rồi, nhưng mà không sao đâu, tại vì chủ yếu là mình ở dưới hang mà, đúng không? Rồi. Có sắt này. Wow, quá nhiều luôn. Đó. Để mình coi nào. Cái hang này cũng không có sâu đâu các bạn ơi, nó dẫn đi lên luôn rồi này. Ok, chắc bây giờ mình sẽ tìm một cái hang khác để mình xuống đào nha các bạn. Cái hang này cùng rồi. Ok, giờ đi tìm cái hang khác thôi. Trời cũng ban đêm luôn nè các bạn. Không biết ban đêm trên sa mạc có nguy hiểm không nữa. Để mình thử đi loanh quanh coi thử coi có gì đặc biệt không nha. Đó, mình nghe nói là ở sa mạc thì rất dễ kiếm mấy con Enderman luôn ấy. Nhưng mà bây giờ mình đi loanh quanh mà chả thấy con Enderman hết. Ok, đi tiếp thôi. Ở đây nè, ở đây nè. Wow, hôm bữa mình gặp cái ravine ngay đây nè các bạn ơi. Ở dưới có lava luôn kìa. Mà cái này cũng hơi cạn các bạn, nó không sâu ấy. Mình cần mấy cái ravine sâu sâu thì mình sẽ dễ tìm mấy cái hang ở dưới hơn. Mà cái này nó thấp quá à. Để mình qua đây coi ở phía dưới này có cái hang không nhá. Con thỏ nhìn mình kìa. Than quá trời luôn. Ở dưới có ít sắt kìa. Mà thôi kệ đi các bạn, giờ xuống dưới mất công bắt block đi lên nữa. Thì mình sẽ tìm một cái hang khác luôn nha. Ok cảm ơn, mình vừa tìm được một cái hang ở bên kia kìa. Và mình phát hiện khu này có mấy cái hồ rất là đẹp luôn các bạn. Ở giữa khu sa mạc mà có mấy cái hồ nhìn đẹp cực này. Wow, bây giờ mình sẽ vô cái hang này nha. Đấy, hy vọng sẽ tìm thấy mấy con nhện các bạn. Để đánh, để farm mấy cái mắt nhện này. Mình nghe tiếng gì, con gì ở trên á. Nghe tiếng con gì các bạn. Ủa con, à con thỏ. giật mình kiểu như đang chơi mà tự nhiên nghe tiếng con gì. Không biết cái hang này có sâu không nữa ta. Đừng troll nha, đừng troll nha. Mình sợ bị troll lắm các ơi. Mới nói sợ bị troll liền mà. Không sao đâu, ở đây còn một cái hang nữa này. Hồi nãy mình đi mà mình quên canh thời gian các ơi, nó thành trời tối luôn rồi, cho nên các bạn thông cảm giúp mình nha. Nếu xem video hơi tối thì thông cảm giúp mình nha. Ok, bây giờ mình sẽ vô cái hang này coi. Cái hang này rộng lắm các bạn ơi. Wow. Nó dẫn xuống tuốt dưới này luôn này. Wow, có sắt nữa. Lấy sắt luôn. Sắt thì mình chủ yếu dùng để làm hopper thôi các bạn ơi. Dụng cụ thì mình dùng dụng cụ kim cương là được rồi. Mình sẽ lấy hết số sắt cái đã, để không thôi một hồi quên đấy các bạn. Đấy. Ok, đi tiếp. Mình cần phải làm thêm đuốc này. Mình sẽ đổi cái que đi. Đó, để làm thêm đốt các bạn. Rồi, giờ tha hồ mà cắm. Rồi, đào ra. Cái này mình cắt lên đi. Đấy.
Hiện tại mình chưa có cúp cây cúp gia tài nữa các ông ơi. Đào kim cương thì ra khá là ít kim cương luôn. Đấy, cho nên mình sẽ cố gắng farm kinh nghiệm ấy. Rồi em chan một cây cúp gia tài rồi đào kim cương cho sướng nha bạn. Đó, rồi. Ở đây còn nữa này. Khá là nhiều đấy. Wow. Một lần mười mấy quặng luôn. Rồi, đi xuống tiếp. Wow. đừng cục rồi. À, bây giờ quay lại. Mình hy vọng cái hang này sẽ dẫn xuống sâu sâu các bạn ơi. Thì xuống sâu sâu thì mình mới có khả năng tìm thấy kim cương ấy. Ồ, ở đây nữa này. Đó. Để mình đổi qua đây cái đã. Rồi. Ở đó có gì kìa. À, sắt. Đào sắt trong hang thích lắm các bạn. Kiểu như nó gặp liên tục luôn ấy. Rồi bây giờ qua đây coi. Cái hang này cũng rộng ấy. Wow. Ồ, nó dẫn đi xuống nữa kìa. Ra một cái ravine luôn. Wow. Giờ mình sẽ bắt block đi qua bên kia cái đã. Nói tại vì bên kia có sắt các bạn. Rồi, mình sẽ chuẩn bị cái xô nước cái bên đó. Nhiều khi chợt chân các bạn còn đổ ra kẹp ấy. Giờ cắm đút lên. Để mình nhìn coi có kim cương. Có cái nấm kìa. Wow, có cái nấm đó thì mình mới có thể làm cái bát sắp được các bạn ơi. Cái súp mà bất ngờ ấy, súp đáng ngờ hay bất ngờ gì ấy, thì cần một cái nấm màu đỏ ấy. Yeah, bây giờ mình có thể chế tạo rồi. Giờ mình sẽ tìm cách đi xuống dưới cái đã. Nhưng mà bây giờ mình sẽ khám phá cái hang này trước nha. Hang cùng à. Để mình qua đây cái đã. Đây than nhiều lắm các bạn. Một đống than luôn kìa. Nhưng mà bây giờ mình chưa cần đâu. Bên kia còn sắt kìa. Được đấy. Giờ mình sẽ cẩn thận nha bạn, tại vì bây giờ té nhiều khi là mình chết liền ấy, tại vì mình mặc đồ sắt mà. Rồi, đào ra. Ở đây nhiều sắt lắm. Đấy, tha hồ mà đào luôn các bạn. Rồi. Đi cặp mấy cái ravine này phải cẩn thận nha. Đấy, chọt chân phát là có chừng đai ấy. Tại vì đồ sắt bảo vệ khá là kém các bạn ơi. Nó chỉ giúp mình đỡ một phần nào sát thương thôi, chứ không bằng đồ kim cương nữa các bạn. Đồ kim cương vẫn là tốt nhất rồi. Là mình sẽ đi xuống dưới nào. Rồi, bây giờ mình sẽ đào ít sắt rồi đi dài dài lên kia lượm cây nấm luôn nha các bạn. Để mình qua đây coi còn gì không nào. Còn sắt này. Wow. Nãy giờ mình đào hơn một sắt rồi kìa. Đấy, mới đi một xíu thôi ấy. Hết đường rồi. Giờ mình sẽ quay trở lại bên đây. Đi nhặt một cây nấm màu đỏ các bạn. Nấm đỏ như ở cái khu rừng gỗ sồi sập vẫn có hay sao ấy. Thì mình thấy khá nhiều mấy cây nấm màu đỏ mà bự luôn á bạn, chứ không phải cây nấm nhỏ nhỏ đó đâu. Nó nguyên một cây nấm bự luôn ấy, ở vùng gỗ sồi sẫm ấy. Đấy. Chắc ít bữa nữa mình sẽ quay về nhà cũ để farm ít cái nấm đó các bạn. Cái đầu viên này cũng bự lắm này. Wow. Nhưng mà hắn không dẫn tới cái hang này hết các bạn ơi. Vì là hết đường rồi. Chắc bây giờ mình sẽ đi lên nha, để tìm một cái hang rồi mình đào tiếp á. Ok, thì đi lên thôi. Mình vừa tìm được một cái hang nữa này. Bây giờ mình sẽ vô đây đào thêm mấy các bạn à. Tại cái hang hồi nãy nó kiểu như nó nhiều cái đường cùng quá ấy. Mình không thích đâu. Mình thích cái hang nào dẫn sâu tuốt ở dưới luôn ấy. Để dễ tìm mấy cái kim cương vàng các kiểu các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ đào thử cái hang này coi. Biết đâu nó lại đi xuống sâu thì sao đúng không. Mới đây là thấy bị tròn thì cả đi nguyên một vòng luôn ấy. Rồi mình sẽ qua bên đây thử coi. Mình không biết mấy cái này là cái gì nha. Cứ lâu lâu kiểu như rớt xuống nè các bạn. Cái này là gì ta? Các bạn nào biết cái này là cái mấy cái hạt này nè là cái gì thì đừng quên comment phía dưới nha. Nó kiểu như bụi hay sao các bạn à? Nó cứ rơi xuống hoài ấy. Đó, giờ mình sẽ đào thêm ít đi. Mày coi. Cát rơi các bạn ơi. Nó lại tròn nữa rồi. Cái hang thấp điện nè các bạn à. Tưởng đâu vẫn sâu ai về lại tròn nữa. Mình thấy sa mạc mấy cái hang nó không có sâu đâu các bạn ơi. Nó không bằng mấy cái hang ở đồng bằng đâu. Đồng bằng hang nào hang nấy vẫn tuốt ở dưới luôn ấy. Giờ qua khu sa mạc toàn ấy không ạ. Giờ mình sẽ đi thẳng tiếp coi. Đấy, biết đâu mình lại tìm một cái hang khác sâu hơn thì sao đúng không. Quyết tâm các bạn. Ở đây có gì nè, cái giếng hay sao này. Ở đây có cái giếng nè các bạn. Phải không ta? Cái này. Cái giếng chứ nữa. Wow, hôm nay gặp được cái giếng luôn. Yeah. Rồi, đi tiếp thôi. Ở đây có xương gầm, chắc mình sẽ lấy một ít cây về để làm cái sọt rác các bạn à. Để vứt mấy thứ lên.
Oh no. Yay, mình gặp được cái làng rồi các bạn ơi. Ô, làng sa mạc luôn. Làng có nuôi ngựa luôn kìa. Ô, xịn nha, xịn nha. Rồi, ở đây là gì đây? Ủa, ở đây tự nhiên có cái cục này là gì các bạn? Làng hay nha. Wow, lúa chín này mình sẽ thu hoạch tiếp mấy anh dân làng các bạn. Đó, mình sẽ trồng lại. Cái thùng này hả? Hình như cái thùng này có thể chế tạo hay sao các bạn ơi? Mình bỏ hạt giống vô được này. À, cái này là để hạt giống vô các bạn ơi. Được á. Có golem đó kìa. Anh golem tặng bông kìa. Cái làng này nhìn đã ghê các bạn ơi. Đông đúc ghê luôn này. Wow, giờ mình sẽ thu hoạch tiếp anh dân làng nha. Tại đi ngang các bạn, giúp đỡ mấy anh dân làng làm ruộng cũng được. Làm cái này cái gì mình không biết nữa, nhưng mà kệ, mình làm giúp ảnh đi. Nuôi ngựa luôn, hay nha. Rồi bây giờ mình sẽ thử khám phá cái làng này coi có gì không nha các bạn. Wow. Mình thích cái này nè. Mình lấy cái chậu. Yeah, chơm được cái chậu, đụm cái chậu luôn. Có cái cây gì luôn nè, cây cỏ khô các bạn ơi, cây bụi khô. Mình xin mấy cái chậu thôi các bạn. Rồi. Cái này mình có một cái nè các bạn, nhưng mà mình không biết lấy làm gì ấy. Chắc mình sẽ thôi bỏ sách cho mấy ảnh đi các bạn ơi, để mấy ảnh đọc nữa. Mình sẽ lên đây coi. Cái này có cái kiểu như cái tháp canh luôn hay sao này. Wow, xương rồng lấy luôn. Mình lấy mấy cây bụi khô luôn các bạn. Có chỗ tháp canh luôn này. Làng này hay á. Có mèo nữa kìa. Làng này có mèo. Được. Chắc ít bữa mình sẽ quay lại đây rồi thuần phục mèo nha các bạn. Tại vì bé mèo kia mình để bên nhà cũ rồi. Ok, giờ mình sẽ đi xuống. Ui da. Hôm nay chắc mình ngủ nhờ mấy anh dân làng một hôm nha. Tá túc ở nhà mấy anh dân làng một bữa các bạn. Mình được cái dưa muối luôn này. Yeah. Không cần phải ra biển mà cũng có cái dưa muối luôn các bạn ơi. Mình có dưa muối biển luôn rồi. Mình sẽ mà cái này là khó gì ta? Để mình đào ra thử nha. Cái này gốm sành. Mình tưởng đâu cái gì có san hô các bạn à. San hô thì mình mới có thể nhân giống ra được ấy. Mình sẽ lấy mấy cái chậu này. Cái chuông á. Mình đánh chuông kiểu như mấy nhân làng lại nè các bạn. Rồi phải không ta? Ủa, sao mình đánh chuông xong mấy anh chạy hết rồi. Anh này anh gì đây, nhìn mặt buồn cười. Anh nhân làng đỡ nón kìa. Anh này là anh gì đây? Đứng lại anh ơi. Ủa sao mình à, chắc này anh dân làng bị đần á. Anh này là anh ông. Cái giao diện đổi đồ mới nè các bạn. Nè, giao diện đổi đồ mới này. Anh này thì không đổi được. Anh này sao? Anh này thú thư này, bảo vệ sát thương khi rơi. Hay nè các bạn. Wow, mới đổi cái giao diện mà trao đổi đồ các bạn ơi. May mà mình gặp ngôi làng mình mới biết á. Rồi, thì mình sẽ đặt vô đây coi. Wow, hay nha. Ở đây có nữa này. Lụm về. Lụm cái chậu về. Đó, nhà anh này trồng xương rồng luôn này. Lụm về hết luôn. Mấy cái giường thì chắc mình không lấy đâu các bạn à, để mấy anh còn ngủ nữa. Cái ly dân làng có ngủ được không ta? Mà ở tập trước mình thấy mấy bạn comment là dân làng ngủ được mà mình chưa thấy ngủ bao giờ luôn ấy. Cho nên bây giờ mình sẽ lấy mấy cái chậu này về cái đã. Mình không biết sao mình thích mấy cái chậu xương rồng lắm các bạn. Anh này thì đổi đồ không được. Emerald. Yeah. Vô tình làm được thêm ít emerald các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy mấy cái này và lấy cái chậu luôn. Ok, cảm ơn anh nha. Rồi. Wow, làng này xịn lắm các bạn ơi. Có anh golem bảo vệ dân làng các kiểu luôn này. Đó. Rồi, giờ vô nhà này coi. Chết rồi, mình mới để anh dân làng chạy xuyên tường luôn. Rồi, để mình coi còn gì để khám phá không nha. Ở phía trên còn kìa. Ở phía trên còn nhà nữa các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ thử lên trên nha. Cái làng mới này hình như không có nhà thợ rèn hay sao các bạn à. Mình không thấy nhà thợ rèn ở đâu hết ấy. Để mình lên trên đây coi biết đâu lại có nhà thợ rèn thì sao nữa. Rồi, qua đây coi. Wow, cái làng này. Ở đây còn nữa này, có hang nữa chứ. Hay nha. Rồi bây giờ mình sẽ vô cái nhà này.
Ồ, có rương. À, các bạn để ý là cái làng trên sa mạc các bạn toàn là mấy cái xương rồng trong rương cơ mà. Mấy cái rương toàn chứa xương rồng thôi các bạn. Ồ, thì ra là kiểu như nó chứa đồ theo từng cái vùng địa hình hay sao các bạn à. Được đấy. Hay đấy. Rồi, giờ mình sẽ qua đây coi. Ơ, hết rồi à? Ồ, hình như hết rồi các bạn ơi. Ồ, đây nè. Ú, máy cắt đá nè. Thợ nề. Phiên bản mới này có nhà ông thợ nề luôn các ơi, là cái ông mà kiểu như chuyên cắt đá ấy, chứ không phải là ông thợ rèn nữa. Hay thiệt các bạn. Giờ mình sẽ đóng cửa lại. Kiểu như ảnh làm việc hay sao các bạn, anh đứng lên đây nè, lúc mình mới vô anh đứng lên đây là kiểu như anh làm việc hay sao này. Hay thiệt. Mình trả chỗ cho anh. Không làm việc ở đâu nha. Thôi kệ đi, mình không chờ mấy cái đó đâu, để cho ảnh làm việc các bạn. Đó, mình sẽ lén lén nhìn vô. Mình ở đây mình có nhìn vô là nhìn lén đi học nghề các bạn ơi, để coi ông làm gì nha. À, hồi nãy mình thấy ông ngồi trên cái máy cưa ấy. Ông làm gì kìa. Ông chạy rồi, ông chạy rồi. Ok, bye bye anh nha. Ok, giờ chắc mình sẽ ông đi vô cầm, đi vô cầm. Ủa sao. Ok, giờ mình sẽ đi xuống cái hang cái nè. Tại dưới đây có cái hang nè các bạn. Ui da. Rồi ok, giờ đi xuống thôi. Mấy bé mèo này chắc mà ít bữa nữa mình sẽ quay lại để bắt thuần phục nha các bạn. Mình thấy có bé mèo đen này và một bé mèo màu mèo đốm hay sao ấy. Mà bé kia đi đâu mất tiêu rồi. Mấy này là có thói quen đi vô mấy cái thùng này các bạn ơi. Đó, làng nào mình cũng có anh thấy anh mấy anh dân làng này này chui vô hết. Họ kệ đi, chắc sở thích của mấy ảnh rồi. Ok, chắc tạm thời vậy thôi các bạn à. Giờ mình sẽ thử tìm một cái hang rồi đi vào đào mai nha. Ok, giờ tìm cái hang thôi. Ok, bye bye dân làng luôn. Ok, đi thôi. Ok, cảm ơn. Bây giờ mình đã về nhà rồi đây. Nãy giờ đi tìm nhưng mà không có cái hang nào bự hết các bạn à. Bây giờ mình sẽ đi vào rồi chế tạo một cái bát súp bất ngờ nha. Mình sẽ dùng một cái nấm đi. Và một cái tô mình có chế tạo hôm bữa nè. Đây, đó. Bây giờ mình sẽ làm thử một bát súp. Để mình cắt cái này vô cái đã. Sẽ làm một cái bát súp nấm á các bạn. Nhưng mà mình cần một cái loại hoa. Mình có cái hoa linh lan nè. Để mình thử làm nha. Rồi, giờ mình để thức ăn coi. Súp này. Giờ mình sẽ bỏ một cái bông hoa vô. Nó được thành súp đáng ngờ nè các bạn. Rồi. Vậy mình đã có súp đáng ngờ rồi. Bây giờ mình sẽ sao ta, phải chạy cơ mà, chạy hoặc là bị dính sát tường ấy thì nó mới kiểu như tốn thức ăn được. Bây giờ mình sẽ nhảy nhảy đi để cho mất máu xíu các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn thử một bát súp coi nó có hiệu ứng gì nha. Ok, giờ vô chỗ của mấy bé panda ăn luôn nè. Rồi, nhăm 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 nhăm. Ui 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 ui, sữa 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 sữa. Ui chết chết chết, mày không có sữa, mày không có sữa. Chết 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 chết. No 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 no. Oh my god. Ăn ăn trúng cái súp độc không à. Mình bỏ bông linh lan vô nó thành súp độc ấy, cho nên các bạn lưu ý nha, đừng có dùng cái bông linh lan giống mình mà làm súp, nó sẽ thành súp độc ấy. Oh my god, may mà súp nó có hiệu ứng độc có 7 giây thôi sao các bạn à. Phải phải nó 30 giây chắc mình die luôn quá. Ok. Chắc tập này mình xin dừng tại đây các mà. Và ở tập sau ấy, nếu các bạn muốn lọc chế tạo gì hay xây những gì ấy thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo. Bye bye.